mua gà về nấu cháo nha các bạn và cả nhà. Thi đi chợ 586 tiếp tục cả nhà ơi. Tại vì nhà Thi gần chợ 586. Đó, chợ 586 thì nói chung ra giấc sáng thì nó nhóm đông, nhưng mà trưa thì nó cũng vắng cả nhà ơi. Mình muốn mua cái gì thì phải đi hơi sớm một chút. Hôm nay Thi đi trễ, thành ra nó nói thương người. Đi khoảng Thi đi khoảng tầm 10 giờ thì thành ra nó ít người cả nhà các bạn. Thì bây giờ Thi bắt đầu đi lại mua gà về. Thi sẽ nấu cháo ăn cơm cùng gia đình. Mời các cả nhà các bạn sẽ đón xem Thi nha. Thi về sẽ chế biến con gà đây. Ăn món gà luộc nha cả nhà. Thi rửa nó mà xong Thi rửa nó rồi. Bây giờ Thi sẽ xát muối với mình nó. Để một hồi Thi bỏ nó vào chảo Thi luộc để cho nó không có mùi nha cả nhà. Và muối nó rồi Thi sẽ rửa sạch rau đó. Bây giờ Thi sẽ rửa tiếp cả nhà ơi. Đó rồi Thi bắt đầu bỏ nó vô nồi là Thi sẽ xì bay nó luôn. Thành phần Thi làm nó đây. Bữa nay Thi sẽ xì cẩu con gà này cả nhà các bạn ơi. Ngâm nước muối cho mi đây. Cho mi tắm muối cho mi trắng. Nếu như mình tắm muối trắng cho mình tắm muối nha, cho nó trắng đẹp ha cả nhà các bạn. Đó, tắm muối. Mời cả nhà, mời các bạn ăn cùng gia đình Thi nha. Ngon quá rồi hả? Đây dùm này đây. Thành phần hôm nay có có bé yêu hả? Ngon trôi ngon nổi. Mời cả nhà. Cho mượn. Nóng quá. Nè mới là cắt đi. Chấm nhân đường rồi. Để ăn nhận nữa. Ngon lắm này, trời mai ngon không sao, ta nổi cái nhà chấm bự bự
Vô tròn. Mạnh lắm rồi. Sống mẻ lên luôn mà. Dạ. Dạ, luộc cơm găm là ăn hơn. Hết thể con bà bảy ở nhà ơi. Có trộn không? Có. Trộn mà đừng biết. Không trộn. Có trộn chứ. Mời cả nhà, mời các bạn. Ăn cùng siêu ham ăn. Bị phỏng. Bị phỏng ha. Rồi bị bật không chát nữa. Chát quá trời chát luôn. Ăn quá khá ngon đó nhờ. Mời đến nhà. Ăn tới tóc luôn. Ăn vô cộng rau găm cho nó thơm thơm đó nhờ. Hai cái trái dính. Cái này là hai cái trái dính nha. Ăn rồi còn bộ xương không á nhà ơi. Đi tới đâu á có hại ra cái dính nào đòi ăn. Bị ra thu uống gì. Ăn quá khá ăn. Rồi ăn hai trái dính không. Ê á. Cắn dục chứ. Nó cay. Bây giờ Thi Thi cứ phát huy hoài, phát huy học hỏi, phát huy làm này kia. Cả nhà nếu như cả nhà biết cách gì làm món gì ngon thì cả nhà bình luận để dưới đây để cho Thi Thi làm, Thi Thi tập làm, Thi Thi ăn. Nếu như mà Thi Thi tập làm được thì Thi Thi sẽ làm công thức làm đồ lên cho cả nhà coi. Chứ bây giờ Thi vừa học là mà vừa học ăn luôn á. Ăn quá sẽ ăn luôn. Dạ thì chỉ ăn xương ngon thôi. Người ta không biết, người ta nói còn bộ xương khô nè, ăn luôn đi. Toàn mới giống xương nhân, không có giống mẹ cả nhà ơi. Ăn kém, ăn ít lắm. Chúng cha mẹ là thôi siêu ăn rồi, ăn từ Nam và Bắc. Ăn mà không còn miếng thịt luôn, ăn hết luôn. Dũng sĩ diệt mồi mà ngày xưa Thi đi nhậu là ta kêu Thi là thương người uống rượu hạn kẻ ăn mồi cả nhà. Thì uống một lon một cái đó là ăn hết qua một dĩa. Biết rồi giờ bạn bè đi đâu nó cũng biết nữa. Hồi lúc mà chưa Thi chưa lên đây đâu là bạn bè nó biết, là nói là đồng nghiệp bà Thi á lên bạn lại không kén chọn này chân, cái gì cũng lùa cũng xót á. Biết là thành thói quen rồi, sẵn là lên đây ăn luôn mẹ rồi cho người ta biết luôn, cho em út rồi nó biết là mẹ làm. Chị nó là siêu ham ăn luôn. Nó ăn gì đó. Rồi cho ba má biết luôn, hồi đó đẻ con ra ai cho ăn đầu lòng mà ăn quá trời ăn. Ăn bất chấp. Ăn bất chấp. Ăn không còn chị luôn. Đó. Còn bỏ xương khô gà. Ấy mấy cái thịt này cũng khó luôn nè. Cả nhà. Cái da đó. Bảo như là ôi ngon quá ngất ngay trời mây. Ăn vô miếng rau găm. Ông này có rau găm nha. Lúc rồi mới ngon nha. Thằng lúc rồi bạn là thua.
ăn vô miếng ớt. Ớt vô miếng cháo. Ngâm gơm. Bóc. Ngon quá. Ăn giống mẹ không? Xơi luôn cái đít rồi giờ xơi luôn cái đầu luôn. Hái giòn này trời. Bời cá nha. Bời cá bạc. Âu cái đằng. Ăn cái đầu. Ê cái mặt. Ăn cái mề. Ăn mà cũng ở quá trời. Nãy thì mới vô là thì ui cái đằng là ăn cái đùi. Rồi ê cái mặn ăn cái mề. Rồi âu cái đằng là ăn cái đầu. Bây giờ chỉ còn là hai miếng thịt với cái giò. Không biết ăn cái giò nói bằng cách gì nữa. O cái dằn hả? Ăn cái giò. O cái dằn. Quá mắc ngay trời mây đến nơi. Tiêu diệt bọn phát xít. Tiêu diệt và tiêu diệt bọn phát xít. Thì cái video của Thi đến đây cũng đã kết thúc. Thi xin tạ chào cả nhà, tạm biệt. Hẹn gặp lại các nhà các bạn ngày mai. Nếu như các bạn có thích kênh của Thi Thi thì hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ Thi Thi nha. Bye bye cả nhà, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại ngày mai.